Hai, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Single Figure. Thì các bạn biết mùa này là mùa mưa đó, và cả chưa tới bão tới nữa. Thì mưa thì các bạn sẽ biết sẽ có nước đọng, rồi sẽ có rất là nhiều muỗi. Mấy hôm trước cái khu phố mình cũng đã xịt với khắp cái hẻm nhà mình đó. Đó thì mình thấy là nhà mình bình thường thì ít muỗi lắm, nhưng mà hôm trước thì bé nhà mình nó bảo là hay bị muỗi chích ở chân á. Mình quyết định mua một cái đèn bắt muỗi. Nhưng mà lướt trên Shopee thì khá là nhiều đèn, từ mấy chục cũng có, 100, 200, 300 gì cũng có hết. Nhưng mà mình thấy một cái thương hiệu quen thuộc của Việt Nam đó là đèn của Điện Quang. Nên mình thấy vậy mình đặt coi được một cái đèn bắt muỗi của Điện Quang. Đây, đèn muỗi của Điện Quang. Hàng thì cũng mới về luôn. Đó, bây giờ mình sẽ unbox và review các bạn xem cái đèn này có như thế nào nha. Ok, let's go. Ok, bây giờ mình sẽ unbox cái đèn ha. Thì cái đèn này mình mua khoảng trăm mấy á. Thì mình thử coi bên trong này thế nào cho các bạn. Ok, đây là tổng quan cái hộp đèn bắt muỗi của Điện Quang, Mofito Clamp đó, Điện Quang đó. Đây là tiếng Anh ha, đèn bắt muỗi nè, đó hình cái đèn có mấy con muỗi bay xung quanh nè, thấy không. Bên hông này là có cái ưu điểm nè đó, và công suất sử dụng bao điện, bao nhiêu watt, tần số quét nè, rồi có cái mã là EML01BL. Đó, đèn bắt muỗi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra coi như thế nào nha. Wow, nhìn cũng hoành tráng các bạn. Wow, nhìn hoành tráng ghê chứ. À, cái này là nó, cái đèn này để đứng như thế này. Cái phía trên này là cái đồ cắm điện nằm ở phía trên. Hơi lạ, mình tưởng là nằm bên hông này hay bên kia gì đó. Không biết là nó có phải là cái ngăn lấy đứt đựng mũi gì hay không nữa. Rồi, ok. À, sorry anh em, thì mình có thiếu một cái, đó là trong cái hộp nó còn có một cái tờ giấy hướng dẫn diệt mũi nè. Đó, mình như cắm đi trực tiếp và xài thôi. Còn một số cái đèn bắt mũi lại to nè, có cái xích nè, mình sẽ móc lên. Đó, còn mình mà trên đây là sẽ có hai cái móc nè, móc hai xích vừa móc lên nếu mà xài cái đèn ngang này. Còn cái đèn này thì có cái móc sẵn ở trên phía trên này rồi, nên không có cần nha. Rồi sử dụng trong nhà bếp, phòng khách nè, góc tối nè. Đó, để diệt mũi hiệu quả nên tắt hết đèn chiếu sáng nè, thấy không. Hướng dẫn này nè. Đó, để tránh để và những cái việc dễ cháy nổ nè, giống như tại vì nó vừa sử dụng điện để tiêu diệt con mũi á, nên nhiều khi dễ bắt lửa. Đó, thì cái đèn của mình là để coi mình nhớ lại BEML01 nè. Nó sử dụng ở đường diện rộng là khoảng dưới 15m². Thì phòng mình nhỏ mình xài như cái đèn này rất hợp lý rồi. Còn một số mã khác nó sẽ sử dụng rộng hơn nè, thấy không. Đó, thường xuyên thay đổi vị trí đặt đèn này, thấy không, để cũng như là con mũi nó thấy vị trí lạ, bị bắt quen rồi nó sẽ bay vào chỗ khác. Nên mình thay đổi vị trí liên tục để kiểu như là bữa nay bắt này, bữa sau bắt bên khác vậy đó, thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái này sẽ có là một cái quy định bảo hành, là địa chỉ bảo hành. À, cái này cái phiếu bảo hành này sao nè. Đó, đây là cái phiếu bảo hành, mình điền tên cho đây. Rồi, tiếp tục. Phía trong nó còn có một cái cây để quét mấy cái khe nè, cho nó sạch cái chỗ quét nè. Đó, đây xíu thì mình nhét cái này vô đó. Đây,
một cây cọ để quét, mình đang nghĩ là vệ sinh. Rồi không biết cái ngăn này có tháo được không, mình thấy nó không tháo được nha. Rồi thì phía dưới này nó bình thường mình thấy trong mấy cái clip khác, mấy cái đèn khác nó có thể tháo được cái ngăn này để tha lấy mấy cái mũi bị chết ra, còn đây thì mình thấy không có. Chắc mình nghĩ là cái cọ này để quét mấy cái mũi ra nè. Đó, nghĩ là cái tác dụng của cái cọ này thế như vậy. Rồi phía trong là cái một cái bộ bóng đèn, có những cái dây kim lại quấn quanh, có lẽ nào là là dùng điện phải là dùng để cuốn cái mũi vô cái ngăn như mấy cái đèn khác mình coi review trên mạng. Ok em, thì ở trên phía trên cái đèn á nó có một cái tờ giấy cảnh báo nè, đó cắm cho em vô cái phía trong cái đèn nè, nó sẽ bị giật nha các bạn. Tại vì cái đèn này cái nguyên lý hoạt động của nó sẽ là cái đèn nó dụ mũi bay vào, và những cái khi mà nó bay vào nó sẽ đụng những cái sợi kim loại có dẫn điện nè, cái sợi này nó sẽ giật con mũi, nên tránh xa cho em nha, không được cho em đụng vào nè, lưu ý điều đó nha. Cái đèn cũng khá nặng nha, khá là ok nha, điện xài điện 220W. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tháo ra rồi mình sẽ cắm thử. À quên, trên đây nó có một cái móc, mình nghĩ để treo lên xong rồi cắm điện ha. Những cái nhà nào họ thích treo cho ở trước cửa nhà thì nhìn họ treo. Bây giờ mình sẽ tắt cái đèn ánh sáng này để cho thấy được ánh đèn của cái đèn bọc mũi. Nó phát ra cái ánh sáng xanh nhấp nháy để dụ mũi tới nè. Thì cái áo ngoài là hơi tím các bạn, cho màu xanh đâu, qua camera nó là màu xanh nha, nó là màu tím á. Thì cái đèn này mình thấy chắc chắn ok đó, còn chưa biết hiệu quả sao thì mình tối nay mình sẽ cắm, mình test một đêm mà sáng mai mình sẽ quay clip lại cho các bạn xem nó có bắt được không nha. Với cái thứ hai nữa là mình thấy cái này đúng ra nó phải có cái pin sạc hay gì đó thì nó hay hơn. Còn cái này không có pin thì không có điện chắc chắn nên sẽ không thể nào bắt mũi được. Ok, bây giờ mình sẽ đợi tối cắm điện rồi mình có bắt được mũi không thì mình sẽ quay clip báo cáo lại các bạn xem ha. Rồi mình sẽ tổng quan cái đèn bắt mũi một lần nữa rồi mình bắt tắt thử mấy con mũi có được không nha. Đây. Đây, tổng quan cái đèn bắt mũi. Đây tem như tem bảo hành hay sao á. Đúng rồi, tem bảo hành nè, dưới là tem chứng nhận sản phẩm hay sao á. Rồi. Rất là chắc nha bạn, dày lắm, rất là dày luôn, cái nhựa rất là dày luôn. Mình thấy cái đèn này mình nghĩ rất là ok á. Ban đầu mình nghĩ nó eo ụt lắm nhưng mà thật sự nó rất chắc, nên bóp luôn. Rất là ok luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi tối và cắm thử bắt được một con mũi nào nha. Ok, hẹn các bạn rồi sáng mai. Ok, bây giờ là 10 giờ tối, mình sẽ cắm cái đèn này test thử. Đó, và tắt đèn đi ngủ coi sáng mai coi nó có bắt được con mũi nào không nha. Rồi, giờ mình sẽ tắt hết đèn. Đó thì trong buổi đêm thì nó sẽ như vậy. Rồi mình sẽ đợi coi kết quả ngày mai coi nó bắt được con mũi nào nha các bạn. Ok anh em, thì sau một đêm để thì do nhà mình ít mũi á, nhưng mà nó vẫn bắt được mũi nha anh em. Đây các bạn thấy đó, chỗ này nè, đó. Thấy không? Cái xác con mũi đó. Đó, mình đi nét rồi đó. Đó, bắt được con mũi bay vô nè. Đó, chết queo luôn. Thì cái đèn này thật sự là bắt được mũi nha. Đó, do nhà mình ít quá nhưng mà nó bắt được có một con thôi. Đây, thì tổng quan cái đèn bắt mũi. Để mình soi xung quanh được còn con nào không. Ok, chỉ bắt được một con thôi nha anh em. Thì anh em mua về nhà anh em nội nhiều mũi á, thì bật test thử rồi nó bắt nhiều không. Thì mình thì ít quá, mình đang phòng máy lạnh thì nó không có mũi nhiều, có một con thôi. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn theo dõi.